Bình Dương hôm nay nó rất là mưa to các bạn, nhưng mà em Mai vẫn cố gắng này đó, hàng tháng vẫn lên video, hàng tuần vẫn lên video bình thường để cập nhật giá bán cũng như là những cái chương trình khuyến mãi đã đang có sẵn tại cửa hàng em Mai nha các bạn. Và như ngày hôm nay thì như mọi người thấy là hôm nay thì em Mai sẽ review cũng như là tư vấn cho bạn một cái mẫu xe đó hiện tại được các chị em phụ nữ đang rất là ưa thích cũng như là lựa chọn cái mẫu xe này, đó là SH Mod nha các bạn. Và trong tháng 6 này thì em Mai sẽ cập nhật một chút về cái giá bán của SH Mod nha mọi người. SH Mod hiện tại đang có giá là từ 58 triệu đồng thì giá này em Mai đã bao VAT. Còn đối với phiên bản thể thao như hôm nay em Mai review thì cái giá này là 66 triệu nha mọi người. Và thủ tục mua gấp thì chỉ cần là căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi thôi. Em Mai hỗ trợ trả trước cho dòng xe SH Mod thì từ 5 đến 10 triệu đồng trở lên đã thể rất xe về cho các bạn. Còn nếu như mọi người muốn nhận gói cả về gốc thì mọi người có trả trước cho em Mai từ 30 đến 40% giá trị của xe là được nha mọi người. Và ngoài ra thì nếu như mọi người không thích những cái màu jean như thế này, mọi người có thể liên hệ với em Mai để em Mai độ một sơn 3D. Cũng như là hiện tại thì em thấy mọi người hay thích, các bạn trẻ hay thích những mẫu như là độ đèn led đi cầu hay là sơn mâm dán tem gì em đều độ hết nha mọi người. Cứ alo hoặc là nhắn tin trực tiếp vào Zalo của em Mai là 0325333789. Zalo của em Mai là Mai xe máy trả góp Bình Dương thì em Mai sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ người hết sức mình luôn nha. Và hiện tại thì bên em có thu xe cũ đổi xe mới, có hỗ trợ xin xe toàn quốc đến 63 tỉnh thành luôn. Khi mà liên hệ lịch trước với em Mai khi qua cửa hàng sẽ được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe đi lại. Ngoài ra thì em sẽ giảm 50% chi phí khi mà có lắp đặt phụ kiện đi kèm nha các bạn. Và cửa hàng em thì nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Tế Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe và muốn tư vấn về xe, ví dụ dòng xe SH Mod này thì cứ liên hệ với em Mai để em Mai đặt lịch hẹn hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của em và cho em Mai xin một lượt thả like và một lượt subscribe nha. Xin chào.